hồng ân Chúa ban suốt một hành trình tràn đầy ân phúc. Chúa đã thương ban xuống muôn ơn lành cho hội giàu người con Đức Mẹ đi viếng. Trong năm hồng ân tình yêu sắt son suốt một hành trình trọn đời tân hiến. Có Chúa cùng đi, hội dòng an tâm vững bước, đem tin mừng đến muôn nơi. Trăm năm hồng phúc tràn đầy, hội dòng chúng con lãnh nhận muôn vàn ơn thánh. Năm xưa thành lập gian nan nguy khó phó thác, cho Chúa dìu dắt dân đường. Tình Chúa cao vời như núi Thái Sơn, có Mẹ đồng hành an ủi phù giúp. Đức tin kiên vững sắt son cùng Mẹ, hội dòng loan báo tin mừng cho nương dân. Tâm